con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Ôi hay quá. Trời ơi, cháu của bà hát bì ơi quá, hát hay quá. Tao nè, cháu của bà hát hay nè, học giỏi nè, xinh đẹp nè, nhưng mà học kịch nghệ thì như thế nào nè? Trời ngoại ơi, diễn hay lắm ngoại ơi. Thôi sao ơi, thôi giỏi dữ vậy, bà có được cô giáo khen không nè? Dạ có chứ ngoại, ai ha mà được cô giáo khen là được thưởng kẹo á. Con được mấy cục kẹo của cô giáo rồi. Trời ơi, con được thưởng hoài luôn ngoại. Tụt trứng ơi, ủa rồi mỗi một cục trứng bà, ủa rồi trứng bà. Trời ơi, con nói thiệt với má, chưa từng thấy ai mà cưng cháu một cách mù quáng như má hết trơn á. Nó hát gì vậy mà má khen nó hát hay thế mà ớn luôn. Đã vậy hả, học hành cái gì đâu mà cứ học ba cái thứ linh tinh không à. Linh tinh cái gì? Trời ơi, cái con nít như vậy là phải cho học, không những học văn hóa mà là phải học kỹ năng nữa. Mai mốt nó sẽ nổi tiếng đầy Việt Nam mà nổi tiếng đầy cái thế giới luôn. Phải học. Trời ơi, thôi học cái gì mà học cho lắm vô. Học biết không có tuổi thơ. Còn biết không có tuổi thơ đó. Hồi nhỏ mày á hả, suốt ngày hả, tao nói mày học mày chung vô trong ba cái một cái bưng. Con cái đó là con học kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình. Bởi vậy cho nên bây giờ ta phải rút kinh nghiệm à. Ta phải đầu tư cho cháu của bà. Trời ơi, con là nhất thế giới. Trời ơi, con là sẽ là tài năng đây. Không ai bằng cháu của bà. Rồi nó học hành được gì mà mắt cưng nó dữ thì không biết nữa. Sao không được? Không vậy. Bây giờ con diễn kịch đi cho mẹ con thấy nè. Khóc. Nhưng mà ngoại, nó còn có khóc nhẹ nè, khóc nặng nè, rồi khóc tức tưởi nữa. Giờ ngoại muốn con diễn nào? Khóc nặng. Nó khóc gì mà cười nặng. Sợ hãi nặng. Thấy chưa? Nể chưa? Hỗn hào nặng. Mẹ nha mẹ. Tán một cái bây giờ nha. Nha. Con cái hỗn hào với cha mẹ vậy hả? Còn má nữa, má dạy nó kỹ gì kỳ cục giấy. Trời ơi, con không hiểu gì hết. Đúng là mày ngu quá, nó đang diễn xuất. Trời ơi, như vậy là thành công rồi. Diễn cháu, cái gì mà diễn? Cháu của bà thành công. Ủa, tôi thương nó. Binh cái gì mà mù quáng, nó sợ luôn. Quá vụ gì vậy? Anh đang đứng kho thịt ở dưới á, nghe trên đây ồn ào quá. Anh coi kìa, má đụng vô là hả, cho học hết cái này học kia, học linh tinh riết nhỏ không có tuổi thơ luôn á. Bây giờ nè con nè, bây giờ con nói cho má biết đi, con nít bây giờ ngoài cái học văn hóa mình phải cho học thêm nhiều những kỹ năng nữa, đúng không con? Đúng rồi. Con nít bây giờ phải trang bị càng nhiều kỹ năng mềm càng tốt. Nó giống như là một hành trang cho tương lai vậy đó má. Con nghệ của má. Biết gì nói. Giỏi quá. Con nít mà bắt học nhiều cái gì? Phải đi chơi nhiều, nó mới có tuổi thơ. Biết chưa? Con nít phải đi chơi nhiều mới có tuổi thơ. Đúng rồi. Ủa nãy con mới vừa nói con cái nít học phải nhiều kỹ năng mềm tốt mà. Không phải, thì con nghĩ là lớn hơn một chút xíu thì trang bị cũng kịp mà. Bây giờ là phải chơi mới có tuổi thơ. Đúng là cái thằng sợ vợ. Sợ vợ mới anh hùng chứ. Alo. Dạ. Dạ. Ba ơi, có cô nào điện ba nè. Cái gì? Cô nào gọi? Hả? Có cô nào nãy giờ điện ba nè. Xạo, có cô nào gọi đưa điện thoại cho ba. Cổ cúp máy rồi. Ê chà, sao tự nhiên quá, cô nào gọi cho mình vậy ta? Con gái. Dạ. Nè nè. Đấy. Con biết là từ nhỏ tới lớn à, bà thương con nhất trên đời mà đúng không? Dạ. Hứa với bà là đừng có nói cái chuyện này lại cho mẹ con được không? Con hứa với ba luôn, nhưng mà phải có cái gì con mới nhớ được. Con nhỏ này mới về lớn rồi biết làm tiền rồi. Còn hai chục được không? Dạ được. Nè, con cảm ơn ba. Đưa điện thoại đây. Ở đây vậy? À nhưng mà ba ơi. Gì? Mẹ kêu ba xíu nữa ra chạm xe buýt đón mẹ. Tại điện thoại mẹ hết pin rồi, cho nên mẹ mượn điện thoại người khác mẹ điện đó nha. Ủa sao con biết hay vậy?
tại cái cô đã là mẹ con á. Con chào ngoại. Con Giang nó làm gì đó nè? Dạ, con mới vừa được thưởng nè. Con làm cái gì mà con được thưởng? Ai thưởng? Con được ba con thưởng á. Con mới vừa đóng vai cô bé nói dóc, xong diễn đạt quá trời đạt luôn. Ba thưởng 20.000 luôn. Trời ơi, thiên tài. Thiên tài của bà ngoại. Trời ơi. Trời ơi, bữa nay là coi như là con diễn một cái là ba con tin liền vậy đó hả? Ừ, con diễn đạt quá trời đạt luôn. Bây giờ vậy, con nhìn ngoại. Con nhìn ngoại đi nghe. Bây giờ con nói dốc một cái câu nào đó để cho là bà ngoại tin mà tất cả mọi người đều tin luôn. Nói đi. Ôi ngoại ơi, hôm nay ngoại cao quá à. Wow, chân ngoại dài lắm luôn á. Wow, ngoại ơi, ngoại đi làm người mẫu được luôn á ngoại. Wow, con ơi, con quá là thiên tài. Trời ơi, tôi đã tìm được một thiên tài rồi. Bây giờ vậy, con mà đi thi game show là con sẽ được quán quân. Wow, sẽ chấm điểm cho con là con xuất sắc, con sẽ được 10 điểm. Tất cả những cái gì đó con cứ việc học ở trường, ở lớp kịch nghệ, về nhà con thực hành y chang như vậy cho ngoại. Yeah. Dạ, con chào chú. Chú chào con. Dạ, chú ơi, hôm nay á chú tới quán của con á là quán con á sẽ tặng cho chú một món quà để nhân ngày tri ân khách hàng mà thường xuyên tới đây á chú. Dạ. Dạ. Nhưng mà chú là mới tới đây lần đầu luôn á. Dạ, vậy món quà này là tặng cho người lần đầu tiên tới đây á chú. Vậy hả? Đã rồi dạ. Con hỏi ba con coi á, quán á còn nhiều quà không để chú kêu bạn bè chú tới. Dạ, còn nhiều lắm. Trong đây chú thích gì chú cứ lấy đi. Chú thích cái gì lắm á. Con cho chú luôn. Chú nói giỡn thôi. Dạ, đây. Vậy hả? Trời, đẹp quá vậy ta. Ở đây để chú gửi tiền ha. Dạ thôi, con tặng chú luôn. Dạ, chú cảm ơn nha. Chú về nha. Dạ, bye bye chú. Misa ơi. Dạ. Bây giờ khách đông không con? Dạ, đông quá trời luôn, nườm nượp luôn. Tiền tính đâu đưa cho chú vậy? Dạ, con có tính tiền. Ủa sao kỳ vậy? Tại con tốt bụng mà. Gì kỳ? Ủa? Misa ơi. Dạ. Con thấy cái máy chụp hình của chú đó không con? Dạ, con cho người ta rồi. Cái gì? Con cho cái chú nãy ngồi ở đây nè. Sao con cho chú đó? Tại vì con đóng vai cô bé tốt bụng mà. Nhưng mà cái máy chụp hình đó là của chú mà. Nhưng mà con đóng vai cô bé tốt bụng là phải cho đồ của con cho người khác mà. Chú không cần biết con đóng vai gì, nhưng mà cái đó là cái máy chụp hình của chú mà Misa. Tại sao con có thể làm như vậy chứ? Chú không thể chấp nhận con được. Đi với chú. Qua nhà chú mắng vô bà má con được, giải con lại mới được. Quá đáng rồi. Mẹo vậy? Gì vậy? Cô ơi, chú đánh con. Nói gì lạ vậy? Chú đánh con hồi nào? Trời ơi, ông điên hả? Nhỏ còn nhỏ xíu nó biết cái gì đâu, có chuyện gì thì từ từ dạy nó. Sao dùng bạo lực vậy? Bà nghĩ coi cái máy chụp hình của tôi nó đỡ lộn lão đem cho người ta đâu kìa. Trời ơi, cái máy chụp hình, cái đồ ve chai của ông hả? Bà cái đó có bao nhiêu tiền đâu, tự nhiên đánh nhỏ. Cái vấn đề không phải là tiền, nó là đam mê của tôi, là tâm huyết, là máu thịt của tôi, bà hiểu không? Tôi không cần biết. Ba cái đồ ve chai đó cũng tiếc nữa à. Con không có sao hết trơn đó. Có cô ở đây là không có sợ nghe không? Thôi đi về đi. Đi về đi con. Dạ. Cô thấy con diễn hay không? Trời ơi, bà bị nó lừa rồi. Mày muốn miếng đi. Ngon không? Dạ ngon. Ba ơi. Hả? Sao ba bỏ con vậy ba? Ai là ba con? Đúng rồi. Ba là ba của con mà sao con lộn với ai nữa ba? Trời. Không. Chắc hiểu làm gì á. Để nói chuyện với nó. Con chắc lộn chú với ai rồi? Có quen đâu? Đâu có đâu, ba là ba của con. Ba ơi. Không. Chắc nó hiểu lầm cái gì nè, anh nghĩ tin là hiểu lầm cái gì nè. Để con, chú đâu có biết con đâu mà ba con gì đây. Ba ơi. Này con, nghe con hỏi nè. Vậy chứ mẹ con ở đâu? Mẹ con bị bệnh rồi, không có đi được. Trời ơi,
À, vậy cho mẹ con tên gì nè? À, mà sao lại bị bệnh hả? Mẹ con tên là Diễm. Ba con có người yêu bỏ mẹ con. Mẹ con buồn, mẹ con bệnh. Diễm đó anh à. Anh không biết Diễm nào hết trơn. Anh biết có mình em thôi. Con chắc con lộn rồi đó. Ba đừng có bỏ con. Trời ơi, nó sao nó ba hoài vậy? Không phải đâu. Cái lầm cái vụ gì nè, nhầm lẫn gì đây nè. Vậy chứ ba con tên gì con có biết không? Ba con tên gì con nói đi. Mẹ con không có nói cho con biết tên của ba con là gì. Nhưng mà hôm bữa mẹ con có dẫn con qua ra quán nhậu nhận ba. Nhưng mà ba con không có nhận mẹ con. Đã vậy con đánh mẹ con nữa. Ba con đang ở nhà mà. Trời ơi con sao vậy? Chết cha thần kinh nó làm sao vậy ta? Nè, ba con là Hùng Dũng, mẹ con là Hiền Thục, còn bà là Đoan Trang. Ba con đang ở nhà, hiểu chưa? Trời ơi, nó bệnh rồi, nó bị thần kinh rồi. Tôi biết rồi. Nó đang nhập diễn vai kịch. Đang đóng vai gì vậy con? Sao chú biết hay quá vậy? Con đang diễn vai cô bé đáng thương á. Chú Vương ơi, con đang thương không? Trời ơi, tao thấy không có đáng thương, thấy bắt đầu đáng ghét rồi đó. Thôi, miễn sao con thấy con diễn tốt là được rồi. Thôi, ngoại ơi, tới giờ con đi học diễn kịch rồi. Đi. Không. Đi. Bắt đầu từ bây giờ là không có học kịch gì hết. Ngoại muốn đầu tư cho con, nhưng mà lúc này thấy quá nguy hiểm rồi. Trời ơi, lợi đâu không thấy, mà thấy toàn là hại thôi. Đi về, đi về. Ôi mà ngoại, ôi mà ngoại cho con đi học kịch đi mà ngoại. Mới bị lớn mà diễn thấy sợ luôn. Nó mà bằng bà không biết diễn tới cỡ nào hả?